cái phần trả lời của Phát của Giàu thì cũng lý giải tại sao lũ trẻ lại chơi cái này. Tất nhiên là cái chức năng đầu tiên thì giải thích kiểu như của Kim Ngân thì nó phù hợp hơn, một cách khái quát lý giải tại sao lũ trẻ lại như vậy, lý giải tại sao ông già lại cáu giận. Bởi vì lũ trẻ này thích đá vỏ lon, vì vui chơi thôi, chẳng cần tiền đâu, vui chơi thôi. Ông lão thì cần một cái ngôi nhà ở ngoại ô yên tĩnh, cho nên hai cái mục tiêu của hai nhóm người này là bị xung đột với nhau. Chính vì vậy chúng ta bắt đầu dự đoán, nếu ông lão gì sử dụng cái quyền lực của người lớn tuổi ra lệnh cho lũ trẻ không chơi nữa, thì bạn sẽ thấy lũ trẻ hỏi lại ông, đó là gì ạ? Đó là đây có phải là đất nhà ông đâu mà ông cấm, đây có phải sân nhà ông đâu mà ông cấm. Và như vậy thì sao ạ? Chúng ta thấy là không đạt được mục đích. Người Việt Nam có câu rất là hay là khôn không tới trẻ mà khỏe thì không tới già. Ông lão không thể ra chơi cùng lũ trẻ được, nhưng ông lão có thể sử dụng cái kinh nghiệm và kỹ năng của mình để giải quyết tình huống này. Và ông bắt đầu lựa chọn những cái phương án, chẳng hạn làm căng với chúng ấy, không đạt yêu cầu. Có thể là nói với phụ huynh như, tôi nghĩ là cũng rất là khó, bởi vì đấy là khu vui chơi chung của khu dân cư. Làm sao mà yêu cầu lũ trẻ về nhà mà xem tivi, chơi iPad được, rất là khó. Và như vậy thì ông đã áp dụng cách thức là sử dụng công cụ là tài chính, cho tiền. Và tôi thấy là các bạn đều làm rất là tốt cái chức năng thứ hai là chức năng dự báo. Làm gì để chúng bắt đầu giảm động lực chơi? Và đồng tiền can thiệp vào thì chúng ta thấy ông lão đã can thiệp cho tiền lũ trẻ, đầu tiên là cho nhiều tiền, chẳng hạn như là 10.000 đồng một ngày. Chúng ta thấy là tại thời điểm ông quyết định cho 10.000 đồng, lũ trẻ rất là hưng phấn và ông lão cũng tỏ ra là rất là vui vẻ chấp nhận cái giá đó, và giá đó được coi là giá thỏa mãn cả bên mua và bên bán. Người mua dịch vụ chính là ông lão sẵn lòng trả tiền, người bán dịch vụ đó là sức lao động lũ trẻ, nó cũng rất là vui vẻ nhận tiền. Nhưng khi ông lão giảm số tiền từ 10.000 xuống còn 5.000 thì lũ trẻ bắt đầu giảm động lực, tiền bỗng chỉ còn một nửa. Chúng ta nhớ cái tình huống này không? Nói sao ạ? Tiền bỗng chỉ còn một nửa. Đầu tiên là bực mình, ông lão cho tiền, ông lão kể khổ bố ạ, thì bạn thấy là lũ trẻ bắt đầu cảm thấy là ồ cái này không được rồi, bỗng nhiên còn một nửa. Nhưng mà lũ trẻ có một thằng nó rất là tinh, nó bảo là thôi thì tiếp tục chơi, nhưng mà nó còn đế một câu nữa là chúng cháu sẽ giúp ông. Có nghĩa là nó cảm giác là mất đi 5.000 đồng một ngày chơi đó, nhưng mà nó có thể giúp được người lớn tuổi thực hiện trách nhiệm xã hội. Những đứa trẻ rất có giáo dục, phải không ạ? Nhưng khi ông lão chơi rất là sát ván, ông đã giảm từ 10.000 xuống còn có 1.000 thôi ạ, thì lũ trẻ mất hoàn toàn động lực. Nhưng chúng ta liên tưởng đến một tuần trước đó thì sao ạ? Lũ trẻ đá vỏ lon vô thùng, không hề nhận được tiền nhá. Nhưng tại thời điểm chúng từ bỏ thì chúng lại nhận được 1.000 đồng một ngày, nhưng chúng lại không chơi nữa. Có điều gì bất hợp lý không? Điều bất hợp lý ở đây là chỗ nào? Đó là khi lũ trẻ đã nhận tiền thì nó hiểu cái công việc đá vỏ lon giống như là một công việc kiếm tiền, đúng không các bạn? Và khi đã hiểu là kiếm tiền thì nó phải đúng giá. Giá đây là 10.000 đồng, chúng ta đã quy ước rồi. Và khi ông giảm đến 90% cái giá trả cho chúng cháu thì chúng cháu cảm thấy rất là bất công. Thầy cũng lấy ví dụ một nhóm sinh viên trường kinh tế đi ạ. Đó, chúng ta đăng ký tham gia sinh viên tình nguyện, đặc biệt là các bạn năm 2. Khi chúng ta đi tình nguyện thì đâu có phải nhận tiền lương gì đâu, cùng lắm là hỗ trợ một chút tiền ăn của trường hay mạnh thường quân thôi. Tại sao chúng ta đi? Những ngày tháng hè đáng ra chúng ta được đi chơi thư giãn thì chúng ta lại đi làm mùa hè xanh, đi xây nhà hoặc là đi dựng cầu gì đó cho bằng đồng bào ở vùng sâu vùng xa. Ta được cái gì? Ta cảm thấy vui, mình đóng góp cho cộng đồng, cho nên chúng ta không cần phải nhận tiền, chúng ta cũng đi à? Vậy thì bây giờ có một doanh nghiệp, người ta quyết định tài trợ cho bạn và người ta yêu cầu bạn là đi mùa hè xanh, bạn phải mặc cái áo có logo công ty của người ta, và khi người ta quay phim chụp hình thì bạn phải trả lời phỏng vấn rằng bạn đi như thế này là có sự tài trợ của công ty ABC gì đó. Người ta trả cho bạn 500.000 đồng một ngày, đi không? Đi chứ, tháng cũng kiếm được 15 triệu đồng, tốt mà. Nhưng đến năm 2022 cái ông chủ doanh nghiệp thì ông bảo năm nay đi nhá, nhưng mà năm nay kinh tế bị ảnh hưởng của Covid, doanh nghiệp của anh làm ăn nó cũng không tốt lắm, cho nên thay vì 500.000 đồng thì anh giảm xuống còn 250. Có đi không? Đi chứ, lưỡng lự nhưng mà đi. Bởi vì ngoài cái nhận được 250.000 đồng một ngày, chúng ta còn nhận được một cái giá trị, đó là chúng ta đóng góp cho cộng đồng, đúng không? Chúng ta xây được những cái ngôi nhà nho nhỏ
bắc là những cây cầu cho trẻ em đi học đến trường chẳng hạn, chúng ta cảm thấy vui. Nhưng đến năm thứ ba 2023 ông bảo kinh tế năm nay khó quá em ạ, Covid năm 2021-22 nó khiến cho tình hình doanh nghiệp làm ăn rất là khó khăn, thôi năm nay mỗi ngày anh hỗ trợ cho em tiền ăn 100.000 được không? Trời, 100.000 cho một ngày nằm vùng sâu vùng xa, cho những cái giọt mồ hôi ướt đẫm áo một ngày nó không có đáng. Và lúc này chúng ta bắt đầu phải so với 500.000. Ngày xưa trả em 500.000 thì em mới thấy ok, bây giờ anh trả có 100.000 là quá bất công. Em ở Sài Gòn em đi gia sư một ngày em kiếm được 300.000, sao em phải đi tận vùng sâu vùng xa như này và chúng ta từ bỏ? Tại sao chúng ta từ bỏ khi chúng ta nhận được 100.000 mà chúng ta lại hăng hái lên đường khi chúng ta không nhận được đồng nào? Bởi vì khi bạn đã cầm đồng tiền rồi thì nó phải là sòng phẳng người mua và người bán. Còn khi bạn thiện nguyện, bạn đã cho tiền người ta thì câu chuyện là khác. Bạn đã bỏ mồ hôi công sức cho, bạn cảm thấy vui, hạnh phúc vì mới đóng góp cho cộng đồng. Nhưng mình đã nhận tiền rồi thì cố gắng đồng tiền đó phải thể hiện đúng giá trị sức lao động. Bạn làm cho gia đình cũng vậy, trả lương đi làm rõ ràng. Còn nếu mà bạn bảo là thôi con giúp cha mẹ thì đừng có nhận tiền nữa. Chứ còn vừa nhận tiền vừa bảo là con giúp cha mẹ này kia thì nó không sòng phẳng. Lúc vui thì đi làm, lúc buồn thì bảo thôi con giúp mà, cho nên hôm nay con không đi làm. Đây cũng chính là phần nội dung mà chúng ta phải lưu ý ở cái chương 1. Chương 1 thì thầy trò mình trao đổi khá nhiều, nhưng mà cái nội dung kiến thức thì nó xoay quanh ba chức năng này thôi. Bạn hiểu, bạn áp dụng được. Và câu hỏi của thầy là hãy áp dụng các chức năng của hành vi tổ chức. Cho nên chúng ta phải nói được ba chức năng. Chức năng giải thích là gì? Giống như phần của Ngân đó. Đặt câu hỏi tại sao? Tại sao lũ trẻ? Tại sao ông lão? Dự đoán, tức là chúng ta phải liệt kê được một vài phương án. La chúng thì sao? Chúng không đồng ý. Cho tiền thì sao? Phương án này khả thi, ta có thể tăng tiền lên. Giống như cả ba bạn nói đấy, trả tiền cao, tăng động lực, trả tiền thấp, giảm động lực. Và khi giảm đến một mức nào đó thì con người sẽ từ bỏ hành vi đó. Cho nên bạn nào mà trả lời ba chức năng nhé, thì nó phù hợp hơn. Còn nếu mà em chỉ đưa mỗi một chức năng dự báo rồi thì chưa được, tại vì nó phải có ba chức năng. Thanh trao đổi gì phải không Thanh? Dạ thưa thầy, em chưa hiểu lắm ở cái chức năng giải thích. Thầy nghe mới rõ mà. Trời, dạ. Em có thể bật loa của em bự lên một chút được không? Hình như loa của em hơi nhỏ hay sao? Dạ em nói lớn hơn, thầy nghe rõ hơn chưa ạ? Rồi, rõ hơn rồi em ạ. Dạ hồi nãy thì thầy, em nghe thầy có nói là cái việc Thầy có nghe được câu hỏi của em rồi. Em chưa nói xong á thầy. Dạ không hỏi thêm. Dạ, nãy em nghe thầy nói là cái việc mua nhà là cụ già đã áp dụng được chức năng của hành vi tổ chức là được mục tiêu. Nhưng mà em cảm thấy là cái việc mua nhà là cái việc trong cái video thầy gửi thì tụi em thấy là người con mua nhà cho cụ già chứ cụ già không có mua nhà, cho nên là em nghĩ đó không phải là mục tiêu của cụ già, nên là em nghĩ cụ già đã không thực hiện chức năng hành vi tổ chức trong cái việc này. Ok, rồi cảm ơn em. Rồi, đây là đoạn hội thoại chứng minh rằng ngôi nhà này là ngôi nhà mong ước của cụ. Em có nhớ cái đoạn hội thoại này không? Để thầy bật lại cho em xem nhé. Cần sự yên tĩnh để thỉnh thoảng còn cách. Ồ, chào con gái, tốt lắm con ạ. Ở đây vừa yên tĩnh lại thoáng đãng. Bà nghỉ hưu rồi, cần sự yên tĩnh để thỉnh thoảng còn tranh thủ làm mấy công việc viết lách cho đỡ buồn. Các con mua cho bà chỗ này là quá tốt, không phải lo cho ba. Alo, anh có nghe đoạn này được không em? Dạ nghe, em thấy là người con mua nhà cho ông cụ già. Trời, nhưng mà em có nghe đoạn đầu khi mà ông ấy nói rằng mua nhà này là quá tốt, nó rất phù hợp với cái tuổi già an dưỡng của ông không em? Có. Thì rõ ràng là ngôi nhà này phù hợp với mục tiêu của ông ấy đúng không em? Mục tiêu của ông ấy là gì? Một chỗ ở phù hợp với mình. Phù hợp với mình, và cái sự phù hợp đó chính là một cái môi trường yên tĩnh đúng không em? Dạ. Và khi ông ấy vừa quốc, ba ưng ý là con yên tâm rồi. Rồi. Ba ưng ý là con yên tâm rồi. Bởi vì sao ạ? Khi chúng ta mua một món quà nào đó và người ta đã trả lời là rất là ưng ý, rõ ràng là cái món quà đó nó đã đáp ứng được cái mục tiêu của ông lão này rồi em ạ.
chứ không nhất thiết là em phải mua quà thì mới thể hiện được mục tiêu của em. Chẳng hạn ngày 20 tháng 10 này, bạn trai em đưa ra một số option này, à, tặng Thanh bó hoa, tặng Thanh một cái nhẫn, tặng Thanh một cái bánh gì đó, sinh nhật hay gì đó, à, bánh kem chẳng hạn. Và khi bạn ấy tặng cho em một bó hoa hồng chẳng hạn, em cảm thấy rất là mãn nguyện, cảm thấy rất là vui. Thì vậy thì rõ ràng là cái mục tiêu của em là trong ngày 20 tháng 10 muốn bạn trai mình thể hiện bằng một bó hoa hồng, đúng không? Và nếu bạn trai em hiểu thì nó đáp ứng được mục tiêu của em. Và lúc này ông ấy công nhận rằng cô con gái trong cái đoạn giao tiếp hội thoại đấy, các con mua cho ba ngôi nhà như vậy là rất là ưng ý rồi. Vậy thì mục tiêu của ông Thảo cũng giống như em, ngày 20 tháng 10 em muốn một bó hoa chứ không phải một cái bánh kem. Và nếu bạn của em mua cho em bó hoa thì em cảm thấy rất là ưng ý. Yeah. Chứ không phải lúc nào mình cũng bỏ tiền ra để mua nhà, mua bánh kem hay là mua gì đó thì mình mới có thể nói là tôi thích cái đó được không? Nếu người ta trả cho chúng ta hay là người ta mua chúng ta đúng cái món quà thì cũng có thể hiểu là mục tiêu chúng ta đã được đáp ứng. À, em chỉ hỏi cái đó thôi hay còn cái gì nữa nhỉ? Dạ, em chỉ hỏi phần đó thôi. Nhưng mà có tình tiết đây em nhé. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy ạ. Rồi. À, vừa rồi thầy bật clip chắc em cũng nghe được đoạn đó phải không ạ? Thầy quên không chia sẻ màn hình. Dạ, em nghe rõ à. Trời. À, thầy cũng nói một chút về bài tập nhóm của chúng ta nhá. Yeah. Lớp chúng ta chỉ có 5 nhóm thôi, do đó là thầy sẽ gửi cái bài tập nhóm cho chúng ta lên LMS, nhưng mà thầy trao đổi trước ạ. Thầy sẽ cho các bạn thời gian là 2 tuần đối với nhóm đầu tiên đó, để chuẩn bị bài thuyết trình của mình, có nghĩa là đến buổi thứ tư đó, tuần thứ tư đúng không ạ, thì chúng ta mới thuyết trình cái chủ đề của mình. Thì alo Phát ơi, em có nhìn thấy màn hình của thầy không? Dạ có ạ. Trao đổi trước cái đề tài thuyết trình ạ. Thì đây là tên đề tài, chẳng hạn như nhóm đầu tiên làm về cái perception, là cái nhận thức á. Yeah. Thì nhóm đó sẽ trình bày vào buổi học thứ tư. Và buổi này cũng là buổi của chúng ta liên quan đến giá trị và nhận thức cá nhân, ảnh hưởng hành vi như thế nào. Thì tài liệu tham khảo chính đó là từ trang 206 đến trang 215 trong cuốn sách Orbi thầy gửi lên trên LMS cho các bạn ạ. Yeah. Trên LMS chúng ta có cái này. À, và về đánh giá điểm của bài tập nhóm của chúng ta thì thầy có một số tiêu chí như sau. Đối với cái điểm nội dung của bài tiểu luận, tức là sau khi chúng ta làm xong rồi ạ, chúng ta nộp lại cho thầy nhé, nộp lại cho thầy thì thầy sẽ chấm điểm như thế này ạ. Hình thức trình bày đúng cỡ chữ này, độ dài đúng quy định này, bạn có bảng phân công nhiệm vụ từng người một để ở đầu trang đó. Phần lý thuyết, tổng quan cơ sở lý thuyết này, bạn nêu được cơ sở lý luận thì cái cơ sở lý luận này chính nó nằm ở đây, nó chính nằm ở đây ạ. À, chúng ta không được sáng tạo ra cơ sở lý thuyết, cho nên trước hết là trình bày phải bám sát vào cơ sở lý thuyết nha. Thứ hai là tổng quan lý thuyết, xong đó thì đến phần nội dung. Thì chúng ta có thể áp dụng lý thuyết vào xử lý một cái vấn đề nào đó hoặc một tình huống nào đó, thì đây là cái phần mà ứng dụng lý thuyết vào. Thì khi chúng ta thuyết trình, chúng ta cũng có những cái liên hệ thực tiễn là chúng ta gài vào cái phần thuyết trình của mình. Khi mà chúng ta viết ra file Word thì nó là một tình huống mà chúng ta có cách giải quyết áp dụng, thế là được rồi ạ. Chúng ta không cần phải lấy một cái tình huống gì đó, bối cảnh gì đó nó lớn lắm. Đôi khi chúng ta chỉ là những cái câu chuyện nó phù hợp việc áp dụng lý thuyết mà thôi. Rồi một số hàm ý của nhóm thì cái này thì viết đơn giản thôi ạ. Hàm ý thì bạn cũng biết rồi ạ. Sau cái phần nghiên cứu này thì bạn nói rằng trong cuộc sống của cá nhân bạn hoặc là trong cái tổ chức sau này bạn làm việc thì cái phần lý thuyết và phần áp dụng như này thì nó có được vận dụng như nào, một vài cái gạch đầu dòng thôi ạ. Tiếp tục mục số 6 là chúng ta làm bài này phải có danh mục tài liệu tham khảo, thì chắc chắn là bạn sử dụng cái tài liệu chính thức này, thì cuốn tài liệu tham khảo là chính là cuốn của Robin. Ngoài ra thì chúng ta có thể tìm kiếm những tài liệu khác ở ngoài, thì chúng ta đưa vào danh mục này là phải có danh mục tham khảo ở đâu thì đưa vào danh mục ở đó. Rồi cái này là điểm cộng thôi ạ. Rồi về chấm điểm thuyết trình thì chúng ta có một số cái điểm như sau. Thứ nhất là bạn thiết kế slide nó phù hợp
thì điều này thầy nghĩ là thường sinh viên chính quy thiết kế slide là rất đẹp, thường cái này được điểm tối đa. Lưu ý là chúng ta thiết kế slide thì đừng có quá nhiều chữ, phông chữ dễ nhìn, cỡ chữ nó phù hợp, đừng có viết chữ quá nhỏ và nhiều chữ thì không được. Nộp bài đúng hạn thì thầy có quy định thời hạn thì phải nộp đúng hạn nhé. Trình bày đúng thời gian, thầy có quy định thời gian. Rồi, nội dung trình bày thì chúng ta có cái bài chuẩn bị file Word sẵn rồi đó, thì chúng ta đưa từ file Word vào cái này thì thầy nghĩ là nội dung phù hợp. Rồi người trình bày, người trình bày thì là một người hay nhiều người, thầy khuyến khích là các thành viên của nhóm đều tham gia vào quá trình thuyết trình, cho nên là nhóm có 5 thành viên thì cố gắng tham gia được càng đông càng tốt. Và tất nhiên là cái sự lưu loát của người trình bày sẽ có điểm cộng nhiều ở chỗ này. Nhưng mà nhiều người thuyết trình là một ưu thế nha. Trả lời câu hỏi thì nếu mà các bạn đặt câu hỏi, mình trả lời chính xác nha, áp dụng tốt lý thuyết của mình vào trả lời thì mình sẽ được cái phần điểm này. Thì đối với thời gian quy định, mỗi một bài thuyết trình của chúng ta, các bạn được thuyết trình 40 phút là tối đa phần nội dung. Chúng ta có phần câu hỏi, chẳng hạn như là bên dưới này thầy yêu cầu các bạn phải chuẩn bị 25 câu hỏi trắc nghiệm á, thì chúng ta có thể thiết kế lên một cái game Kahoot chẳng hạn. Thì lưu ý là từ thời gian các bạn mà chào đón các thành viên của lớp vào Kahoot cho đến lúc kết thúc Kahoot nha, để phát quà hoặc là để tìm ra 3 thành viên có điểm Kahoot cao nhất để thầy cộng điểm á, thì tổng thời lượng này bạn phải thiết kế nó làm sao khoảng 10 phút thôi ạ. Số lượng câu hỏi thì các bạn có ngân hàng 25 câu hỏi trắc nghiệm, các bạn có thể đưa cả 25 vào hoặc là các bạn chỉ lấy 15 lấy 20 là tùy các bạn, nhưng mà tổng thời lượng chơi Kahoot không quá 10 phút. Vậy thì tổng thời lượng của nhóm trình bày này và chơi trò chơi này là không quá 50 phút các bạn ạ. Rồi, sau phần chơi trò chơi và trình bày của các nhóm, có thể các sinh viên còn lại sẽ đặt câu hỏi, thì cái phần này là thầy sẽ kiểm soát, nên thời gian bao nhiêu là phù hợp thì thầy sẽ kiểm soát, nên nó không giới hạn cái chỗ này. Đó, từ đây là quy định thời gian, bạn phải tuân thủ đúng này. Bạn gửi cái file trước khi trình bày 24 giờ gồm có kịch bản này, kịch bản bạn sẽ trình bày ai trước này, những nội dung cơ bản người đó trình bày là gì này, rồi cái file PowerPoint là cái file chúng ta trình bày á, câu hỏi là phần câu hỏi này đó. Và clip nếu có thì chúng ta không gửi được clip thì chúng ta có thể gửi link, ví dụ như là khi cái nhóm số đây, chẳng hạn khi nhóm số 3 đi trình bày các cái vai trò đặc tính của nhóm này, là liên quan đến cái vai trò này, chuẩn mực này, địa vị này, quy mô này, tính liên kết này, sự đa dạng nhóm này, các bạn thì có thể lấy những đoạn clip để minh chứng cho những cái này. Ví dụ như là nói về vai trò thì các bạn có thể lấy một đoạn clip trong cái thí nghiệm nhà tù Stanford chẳng hạn, nó chứng minh rằng vai trò sẽ ảnh hưởng đến hành vi như thế nào. Thì các nhóm khác cũng vậy, chúng ta lấy cái lý thuyết cấp bậc nhu cầu Maslow, mình có thể lấy một đoạn clip chứng minh rằng nhu cầu con người là theo cấp bậc từ nhu cầu cơ bản cho đến nhu cầu tự thể hiện chẳng hạn. Thì khi các bạn gửi thì các bạn không cần gửi nguyên clip, có thể nó rất là lớn, file lớn gửi không có được, thì chúng ta có thể gửi đường link thôi ạ. Đó. Nếu mà chúng ta lấy trên YouTube chẳng hạn, đường link thôi. Đó. Và các nhóm gửi thì hiện nay thầy có một số lớp, do đó để tránh nhầm lẫn thì các bạn ghi rõ là tên nhóm, ví dụ như nhóm 1 chẳng hạn, thời gian thuyết trình. Ví dụ như thời gian thuyết trình của bạn như là 15 tháng 11 đi chẳng hạn, thì bạn ghi là nhóm 1 thuyết trình sáng 15 tháng 1, ghi cho đúng cái quy tắc như này để tránh lạc mail và để đỡ lẫn với nhóm khác. Thì thầy quy định rất là rõ đây. Rồi chúng ta chuẩn bị 25 câu hỏi trắc nghiệm, thì nó bám vào cái phần chúng ta chuẩn bị phần nội dung á. 5 câu hỏi mở thì nó có thể là tình huống, nó có thể là thảo luận và chúng ta gợi ý. Khi mà chúng ta trình bày xong rồi thì tất cả những cái tài liệu như này, chúng ta nhận được câu góp ý của thầy, của các bạn trong lớp, thì chúng ta correct lại và đến cái buổi cuối cùng, trước buổi cuối cùng thì chúng ta sẽ nộp bài này. Bài này sẽ là bài chấm điểm về tiểu luận. Và mỗi một nhóm có khoảng 5 thành viên thì chúng ta lưu ý là các bạn sẽ phải nỗ lực, ai cũng phải làm. Nếu không làm thì sau này khi mà nộp bài thì các bạn có thể nhận xét đây. Chẳng hạn bạn Long chẳng hạn là nhóm trưởng, ví dụ như vậy, bạn ấy làm công việc gì, làm công việc gì, thậm chí các bạn nên có thể có một cái cột ở đây nữa, là hoặc là cái vần ghi chú này bạn có thể là xác nhận được. Thầy hiểu là các nhóm
đã chia sẻ cái nội dung này, nhận xét đánh giá này với các thành viên rồi nhé. À, ví dụ như là anh A này nỗ lực 100%, còn bạn B này thì thường xuyên vắng mặt, trễ deadline chẳng hạn. Thế thì dù nhóm có 9 điểm nhưng mà không phải thành viên nào cũng được 9 điểm. Nó phụ thuộc vào cái nội dung mình tham gia và nhận xét của nhóm. Ví dụ như là bạn này mà bạn nhận xét là thường xuyên. À, ví dụ như ai đó mà bị nhận xét là thường xuyên. Thế. À, chẳng hạn deadline chẳng hạn. Rồi gì đó .. Thế thì cái bạn này sẽ không được điểm giống như các thành viên còn lại. À, vậy thì chúng ta cố gắng nỗ lực làm việc cùng nhau, sẽ đừng có đẩy việc. Bởi vì nếu mà có cái dòng nhận xét như thế này ở trong cái tiểu luận á, thì điểm của bạn sẽ thấp hơn các thành viên khác nhé. Rồi, sau đó thì thầy sẽ đưa cái file này lên trên LMS cho các bạn. Được chưa các bạn? Đây, chúng ta sẽ có buổi 4 là nhóm 1 trình bày. Buổi số 5 là nhóm 2. Buổi số 6 là nhóm 3. Buổi số 7 là nhóm 4. Buổi số 8 là nhóm 5. Buổi cuối là buổi 9 ấy, chúng ta có cái chương lý thuyết văn hóa tổ chức và chúng ta có bài kiểm tra dự kỳ. Do đó cái buổi 9 chúng ta sẽ không có nhóm thuyết trình. Đó. Vậy thì cái nhóm mà trình bày sớm nhất là buổi 4. Tức là nhóm đó cũng có 2 tuần để chuẩn bị nhé. Và bạn thấy đó, nhóm trình bày sớm nhất thì cái số trang tài liệu phải đọc thì cũng không nhiều. À, nó cũng ngắn nhất. Rồi bài tập nhóm vậy, có bạn nào có câu hỏi gì không? Alo? Câu hỏi gì không các bạn? Bài tập nhóm như vậy có vấn đề gì không? Dạ thầy ơi. Anh nghe không? Dạ, thầy ơi, sáng nay em đi khám nghỉ ruộng quân sự thầy, nên là em cho em ăn nghỉ xíu rồi xíu nữa em quay lại được thầy. Được, không vấn đề gì đâu. Yeah. Dạ ok, em cảm ơn thầy. Ông mà thầy tưởng là đi học này không phải khám nghĩa vụ quân sự ta? Dạ tại vì em gửi giấy xác nhận của nhà trường á, nhưng mà xin đăng ký á, nhưng mà trường chưa gửi mail nên là em bị bắt đi khám thầy ơi. Ủa, cái này em phải cập nhật ở phòng DSA, phòng hỗ trợ sinh viên đấy chứ. Tự nhiên mình đang dạ là sinh viên. Ý là em có đăng ký rồi nhưng mà trường vẫn chưa gửi mail nên là em vẫn chưa có cái giấy đó. Thầy lấy ví dụ như bây giờ Long mà đi khám mà đạt nghĩa vụ quân sự thì lại lằng nhằng cho em không? Dạ cái này là khám đợt mà sơ tuyển thôi, còn chính thức chưa có khám thầy ơi. Ừ, nhưng mà tự nhiên là mình đang là sinh viên, em sơ tuyển mà có đạt thì vòng 2 người ta cũng lại không có khám nữa bởi vì em có giấy của nhà trường rồi. Thì cái này dạ, đúng hơi thời gian của em á. Tại vì lúc đầu là em xác nhận rồi nhưng mà kiểu người ta còn cái giấy á, nhưng mà người cái xong mà em chưa có giấy nên là bây giờ người ta kêu em đi khám trước đi rồi lúc đó tính sao. Ờ, sinh viên thầy hướng dẫn cũng có một số bạn như thế này thì thầy yêu cầu là gửi về trường phải có cái giấy đó để tránh cái trường hợp là mình khám đạt rồi vài hôm nữa mình có giấy thì cả phường đội lẫn em đều lãng phí thời gian. Ok. Dạ sinh vâng ạ. Rồi, em cứ đi chủ động không sao nhé. Dạ em cảm ơn thầy. Rồi. Vậy là câu hỏi nhóm, các nhóm không có vấn đề gì phải không các bạn? Alo, có vấn đề gì không nhóm trưởng Phát? Dạ, chắc em nghĩ là chắc là mọi người chưa có câu hỏi gì nữa mà. Chưa có hỏi là thầy gửi cái này lên là chốt luôn đó nha. Tên đề tài nhóm này, được không? Cách thích chấm điểm này đó. À, chúng ta biết rồi đó. Vì thầy để một buổi hôm nay chúng ta phân nhóm rồi thầy giải thích cái này. Hôm trước gửi LMS thì nó cũng không cần thiết lắm. Nên ngày hôm nay chốt rồi thì thầy sẽ gửi lên LMS cho các bạn. Rồi, ở chương số 2 là chúng ta sẽ nghiên cứu trong 2 buổi. Buổi ngày hôm nay và buổi tuần tới là chúng ta nghiên cứu về sự đa dạng của cá nhân tại nơi làm việc. Sự đa dạng cá nhân tại nơi làm việc. Đa dạng như thế nào? À, ở chương 2 này chúng ta sẽ tìm hiểu những yếu tố nào. À, chúng ta sẽ hiểu được vai trò của sự đa dạng. Sự đa dạng này nó sẽ giúp chúng ta giải thích được các yếu tố cá nhân này. Nó sẽ ảnh hưởng đến hành vi như thế nào. Chúng ta sẽ nghiên cứu những yếu tố cá nhân nào. À, chúng ta sẽ nghiên cứu những yếu tố chẳng hạn như đặc tính tiểu sử này.
thái độ này, học tập này, tính cách này nó ảnh hưởng ra làm sao. Thì buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu hai yếu tố, đó là đặc tính tiểu sử và thái độ. Rồi, trước hết, rồi Phát nhìn đến slide có thấy không em? Dạ thấy ạ. Ok. Sự đa dạng tại nơi làm việc. Đối với sinh viên chính quy như lớp chúng ta đi ạ, thì sự đa dạng của chúng ta đã cao hơn rất nhiều cái thời chúng ta học trung học phổ thông rồi ạ. Bạn đến từ rất nhiều địa phương khác nhau. Đó, có miền Bắc, có miền Trung, có miền Nam. Đó. Vậy thì những cái đam mê, những cái sở thích, những cái hiểu biết của chúng ta là bắt đầu có sự khác biệt nhiều hơn bậc phổ thông rồi ạ. Nhưng khi chúng ta đi làm đi ạ, thì cái sự đa dạng còn cao hơn nữa. Nó sẽ có đa dạng về tuổi tác. Chẳng hạn như chúng ta ở đây, thì chúng ta mới có 19 đôi mươi thôi. Nhưng đi làm thì chúng ta sẽ làm với những chú bốn mấy năm mươi bằng tuổi cha mẹ chúng ta. Và một vài năm thì chúng ta lại làm với mấy em nhỏ mới ra trường, không phải là K40, 46 như chúng ta, mà có thể là K48 chẳng hạn, kém chúng ta 2-3 tuổi. Vậy có thể chúng ta nhận thức cũng khác chúng ta. Vậy thì sự đa dạng này có phải là một cản trở hay không? Đôi khi như vậy. Chẳng hạn chúng ta từ nhỏ đến lớn sống ở khu vực phía Nam đi ạ, thì sau này chúng ta lại làm ở tổ chức mà người ta điều chúng ta ra ngoài Bắc làm việc, hoặc là điều đi nước ngoài Singapore hoặc là Thái Lan làm việc chẳng hạn. Vậy thì sự khác biệt này, và khác biệt văn hóa, lối sống, cách thức, mối quan hệ thể hiện như thế nào? Và giai đoạn đầu tiên nó đòi hỏi chúng ta phải có sự thích ứng và phải chấp nhận sự khác biệt, đôi khi có những loại xung đột bộc phát ra. Nhưng mà vì chúng ta đến với một tổ chức mà ta có cái sự khác biệt cao á, nó cũng có thể khiến cho tri thức của chúng ta được mở rộng. Trước nay chúng ta không hiểu văn hóa miền Trung, miền Bắc như thế nào. Thế thì chúng ta chỉ cần điều ra đó ngoài làm khoảng 2-3 tháng là bắt đầu chúng ta hiểu rồi. Và sự hiểu biết đó bắt đầu cho chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống này. Bắt đầu cảm thông nhiều hơn. Hóa ra trước đây chúng ta tưởng họ khó. Không phải, họ cũng có người này, người kia. Không phải là trước đây chúng ta tưởng là người ta hay nhìn ngó gì đó, ai đó. Không phải. Mỗi nơi cũng có người này, người kia. Và cái đặc điểm văn hóa của miền Bắc, miền Trung, miền Nam, nơi nào cũng có những cái đặc tính hay. Vậy chúng ta có thể học hỏi từ cái đó để phát triển bản thân mình. Vậy chúng ta phải hiểu sự khác biệt này là một tài sản của tổ chức. Nó sẽ làm cho cuộc sống, vốn sống của chúng ta phong phú hơn. Thầy sẽ đến yếu tố đầu tiên về sự đa dạng, đó là đặc tính tiểu sử. Ta sẽ nghiên cứu những yếu tố như sau: tuổi, giới, tình trạng hôn nhân, số người nuôi dưỡng và thâm niên công tác. 5 yếu tố có đặc tính tiểu sử. Yếu tố thứ nhất, đặc tính tiểu sử là tuổi. Tuổi càng cao, con người càng ít muốn nghỉ việc. Bây giờ mới ra trường, các bạn thấy là sếp la cái khi ta nghỉ việc. Chán, không thích làm, nhảy công ty khác. Không có động lực, ta nghỉ ở nhà một thời gian. Nhưng mà hãy hỏi người lớn tuổi hơn chúng ta, hoặc là cha mẹ chúng ta, những người bốn mấy, 50 tuổi. Ông sếp la có nghỉ việc không? Không có động lực, có nghỉ việc luôn không? Hay là vì con tiếp tục phải gắn bó để có tiền đóng học phí? Đó là những cái sự khác biệt của tuổi đó. Người ta càng lớn tuổi thì người ta càng mong muốn có một công việc ổn định. Bởi vì sao? Lớn tuổi thì thông thường họ có cái lương cũng cao hơn, và khi nhảy việc thì nó lại đòi hỏi phải có một cái sức khỏe nhất định. Cho nên là tuổi càng cao thì con người càng ít muốn nghỉ việc. Hệ số vắng mặt có khả năng tránh được và không tránh được thì khác nhau. Bởi vì người càng lớn tuổi thì họ có nhiều mối quan hệ, do đó nếu họ vắng mặt thường là lý do bất khả kháng. Ví dụ như là con phải đi chích ngừa đi, cha mẹ nằm viện đi, thì họ nghỉ. Nhưng đối với một em mới tốt nghiệp đại học 22-23 tuổi thì những cái lý do chẳng hạn đưa con đi chích ngừa này, cha ốm mẹ đau này, vợ bệnh như gì đó, nó không có. Bởi vì họ có nghỉ hầu hết là lý do có thể tránh được. Ví dụ như tối ngày hôm qua đi party sinh nhật bạn chẳng hạn, hơi mệt, thì là alo cho sếp này em mệt cũng nghỉ. Rồi thời tiết hôm nay cảm thấy khó chịu gì ấy, không khỏe trong người, xin nghỉ. Đấy là những lý do người lớn tuổi cho rằng hoàn toàn có thể tránh được, tức là chủ quan. Nhưng người lớn tuổi thì người ta lại có nhiều cái lý do để nghỉ, cái lý do là không tránh được. Như đã nói, tổng số thời gian nghỉ của người trẻ và người lớn cũng xem nhau, nhưng lý do thì khác nhau.
Và giữa tuổi và năng suất thì nó phụ thuộc vào công việc. Ví dụ như là những công việc nghiên cứu chẳng hạn. Hoặc là lĩnh vực y tế chẳng hạn, thì những người lớn tuổi sẽ được trọng dụng tốt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó có kinh nghiệm. Nghiên cứu thì phù hợp với lĩnh vực giảng dạy sau đại học. Rồi là kiến thức, kỹ năng, rồi là cái kinh nghiệm nó phù hợp với lĩnh vực y tế. Cho nên để chống cái dịch Covid vừa rồi đấy, các bạn thấy là có nhiều bác sĩ là đến tuổi nghỉ hưu 60 và cái xung phong ở lại và được mọi người rất là chào đón, bởi vì những người đó nhiều kinh nghiệm xử lý vấn đề nó tốt hơn, hiệu quả hơn. Nhưng mà đối với những người lao động chân tay thì nó khác các bạn. Bạn nào đã từng ra ngoài cảng chẳng hạn, cảng Cát Lái đi ạ, hoặc là ra cảng Sài Gòn đi ạ, chúng ta thấy là những anh chị mà làm những cái công việc nặng nhọc, ví dụ như bốc xếp hàng hóa, lái xe container, lái xe forklift chẳng hạn, thì hầu hết là những người trẻ tuổi. Lái xe container thì trên 40 đã là hiếm rồi, hầu hết là tuổi hai mấy 30 bởi vì những công việc đó là tương đối áp lực về mặt thời gian và sức khỏe. Họ có thể chạy miệt mài xe mười mấy tiếng và họ làm vào ban đêm, nên là cái đồng hồ sinh học nó hơi bị trái, nên nó rất là mệt mỏi. Vậy thì quan hệ giữa tuổi tác và năng suất nó phụ thuộc nhiều vào cái nhu cầu công việc cụ thể. Đặc tính tiểu sử thứ hai là về giới. Nam và nữ có sự khác biệt không? Có, nhưng mà về hiệu quả năng suất thì người ta bảo rất ít. Rất ít. Nhưng có một sự khác biệt thế này ạ. Phụ nữ có tỷ lệ vắng mặt cao hơn nam giới. Alo, cho thầy hỏi Minh à. Đức Minh. Dạ, dạ em đây ạ. Tại sao nữ có tỷ lệ vắng mặt cao hơn nam vậy Minh? Dạ, theo em nghĩ là có thể là do sức khỏe của nữ không tốt hơn. Với lại phụ nữ phải sinh con, phải nghỉ đẻ và chăm sóc con. Nên thành ra nữ vắng mặt nhiều hơn nam. Rồi, ok. Về mặt sức khỏe ha, chúng ta nói rằng nam là phải mạnh, nữ là phải yếu. Nhưng mà trải nghiệm của thầy thì thấy dường như đôi khi là thấy nó ngược lại với mình. Ví dụ như thế này nhá, một người đàn ông nuôi vợ sanh ở trong bệnh viện vào phụ sản hay từ dũ hoặc là đi Hùng Vương á, đưa vợ đi sanh. Đàn ông đưa vợ đi sanh cũng phải ở lại bệnh viện và hai ngày thì bạn nhìn thấy khuôn mặt thì hốc hác, râu ria thì tua tủa, nhìn trông rất đáng thương. Trong khi đó người phụ nữ mỗi lần sinh con, người ta bảo là đối diện với những cái nguy cơ về sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên phụ nữ mà sinh con đó là một sự hy sinh, không chỉ về nhan sắc mà còn nguy hiểm đến tính mạng các bạn ạ. Nhưng mà lạ lắm nha, phụ nữ sinh con sau 2-3 ngày là bắt đầu da rẻ, bắt đầu hồng hào, tươi tỉnh lại, bắt đầu phấn chấn lại, mặc dù họ vẫn còn rất là mệt. Cho nên nếu vào bệnh viện phụ sản thì góc nhìn của thầy, nữ mới là phái mạnh. Chứ còn nam giới là phái yếu, chịu không nổi, yếu hơn phụ nữ. Phụ nữ 2-3 ngày là họ lại khỏe lại, tươi tỉnh lại. Còn đàn ông ở trong bệnh viện thì bạn thấy 2-3 ngày là nhìn trông phát gớm luôn. Râu ria là nhìn thấy gớm luôn. Cho nên là về mặt sức khỏe chúng ta cũng không thể nói đàn ông tốt hơn phụ nữ được. Chẳng qua là gì ạ? Sức kéo, sức mang vác thì cao hơn. Chứ còn độ bền về sức khỏe, sự dẻo dai, có nhiều công việc nó cần thiết thì nữ còn tốt hơn nam. Nhưng đúng như là mình nói, phụ nữ có một cái thiên chức làm vợ, làm mẹ. Cho nên những công việc để người phụ nữ đầu tư rất nhiều thời gian là sinh con. Và theo luật bây giờ là phụ nữ sinh con được nghỉ mấy tháng, mình biết không? Dạ hình như 3 tháng rồi thầy. 3 tháng à? Em cũng đoán được. Okay. Có bạn nào biết là phụ nữ nghỉ sinh con bây giờ theo luật nghỉ mấy tháng không? Mấy tháng các bạn? Theo luật là nữ nghỉ 6 tháng á. 6 tháng. Nam giới có được nghỉ thai sản không các bạn? Nam giới được nghỉ không? Có. Bao lâu em? Dạ chắc là hình như là được 3 ngày hay sao thầy. Tốt. Nam giới có được nghỉ thai sản nhé. Nhưng cái thời gian nghỉ đó là tính bằng ngày thôi ạ. 3 ngày tốt lắm. Và nghỉ khi nào được nghỉ thai sản, đó là khi người phụ nữ có đăng ký kết hôn với mình nghỉ sinh con á. Chứ còn cô hàng xóm hay gì đó
À, thì không được nghỉ đâu, thì tính bằng ngày thôi ạ, nghỉ vài ngày thôi để hỗ trợ vợ, nó phù hợp với thời thời gian vợ sinh con ở trong bệnh viện ạ. À. Rồi, và chính vì cái thiên chức làm vợ làm mẹ như thế này cho nên người phụ nữ có những cái thiệt thòi nhất định. Phụ nữ có tỷ lệ vắng mặt cao hơn nam giới. Khi bạn tuyển dụng một công việc mà đòi hỏi cái cường độ làm việc thì tôi nghĩ là nam hay nữ đều ok hết. Nhưng mà nếu công việc đòi hỏi chúng ta về cái tiến trình làm việc phải liên tục, không có ngắt nghỉ á, thì rất ít nam giới lại có lợi thế hơn phụ nữ. Bởi vì phụ nữ là phải nghỉ mấy tháng sanh con rồi, và khi con còn nhỏ thì cũng luật cũng ưu ái, đó là cho có quyền đi sớm, đi trễ hoặc là về sớm, mỗi ngày 1 tiếng đồng hồ. Rồi khi mà con ốm bệnh gì đó thì người đàn ông và người phụ nữ đều có thể nghỉ ở nhà, nhưng xu hướng chung là người phụ nữ sẽ xung phong ở nhà chăm con. Đó là một thiệt thòi. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà các xã hội phát triển người ta đưa người phụ nữ, cái vai trò của người phụ nữ đặc biệt và phụ nữ được ưu ái hơn, đặc biệt trong các dịch vụ công chẳng hạn như là vận tải gì đó, đó là phụ nữ được ưu ái hơn hẳn đàn ông. Có một cái ghế mà có 2 người đứng thì chắc chắn là người ngồi phải là người phụ nữ chứ không phải người đàn ông. Đây cũng là một sự bù đắp nhất định cho vai trò thiên chức làm vợ làm mẹ. Người phụ nữ vất vả rất nhiều rồi. Về tình trạng hôn nhân, có ảnh hưởng đến đến hành vi, đến kết quả làm việc hay không, thì câu trả lời là có nha. Nhân viên đã lập gia đình thì ít vắng mặt hơn. Nhân viên đã lập gia đình thì có mức độ tuyên truyền cũng ít hơn, và nhân viên đã lập gia đình thì hài lòng với công việc của mình hơn so với các đồng nghiệp chưa lập gia đình. Vậy để nhìn vào đây, chúng ta thấy là để dự đoán về cái hiệu quả và cái mà ưu ái của tổ chức dành cho đối tượng là có gia đình hay chưa có gia đình thì dường như là bạn độc thân không bằng, đúng không? Tôi lấy ví dụ ngay các bạn thôi ạ. Nếu các bạn là một nhà tuyển dụng đi, thầy có hai cái vị trí, thầy có một vị trí mà có 2 ứng viên rất là xuất sắc. Anh A 30 tuổi độc thân, có anh B 30 tuổi đã có một vợ cộng như một con. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, nếu thầy tuyển trưởng phòng nhân viên kinh doanh gì ạ? Thầy tuyển nhân viên kinh doanh. Các bạn, nếu thầy tuyển nhân viên kinh doanh và có 2 ứng viên lọt vào vòng sau cùng, đó là anh A 30 tuổi đang độc thân và anh B 30 tuổi đã có một vợ và một con, thì theo bạn anh nào có ưu thế làm nhân viên kinh doanh? Giả định năng lực là hoàn toàn tương đồng nha, hoàn toàn tương đồng. Rồi. Rồi, ok, thầy thấy rồi, cái vote của bạn rồi. Vậy là chúng ta vote cho anh nào chủ yếu? Chúng ta vote cho cái anh 30 tuổi độc thân. Cho thầy phỏng vấn một chút ạ. Phương Thảo, tại sao em nghĩ là anh A lại có ưu thế với em? Dạ, theo em nghĩ. Dạ, alo. Thầy nghe. Dạ, theo em nghĩ là kiểu nhân viên kinh doanh thì sẽ kiểu có phải có quan hệ với khách hàng nhiều quá thầy, thì em nghĩ là mấy người độc thân thì sẽ làm tốt. Tại sao quan hệ khách hàng thì ông độc thân lại làm tốt hơn là ông có gia đình vậy Thảo? Em biết giải thích sao nhưng mà em cảm thấy vậy. Ok, Phương Huyền, tại sao em nghĩ là ông Phương Huyền? Em thưa thầy là tại vì là em nghĩ là cái vị trí nhân viên kinh doanh là một cái vị trí rất là năng động, và công việc của nó cũng không, nó kiểu như là cần phải giao lưu tiếp nhiều rồi mấy người thì cái anh anh chưa có vợ, thì ví dụ như mà có tiếp khách hay là đi công tác hay đi đâu thì anh sẽ lưu động và chủ động hơn là so với cái anh B mà anh đã có vợ có con. Cái ông B muốn đi công tác là phải xin phép vợ đúng không Dạ đúng rồi. em? Ok, ông A thì tự do hơn, một thân một mình xách ba lô đi công tác 2 tháng ở Hà Nội ngon ơ à. Dạ, Ông đúng B rồi. thì bảo là thôi để em về em xin phép vợ bởi lý do là em đang phụ trách đưa con đi học phải không? Dạ,
thì sếp bảo thôi mày ở nhà luôn đi để cho thằng A đi, và anh tuyển thằng A luôn làm nhân viên kinh doanh. Rồi ok, thầy thấy là đến 90% chúng ta chọn nhân viên A đúng không? Ok, có vẻ là cũng phù hợp ha. Cho thầy hỏi bây giờ, nếu như mà thầy cần tuyển ông trưởng phòng kinh doanh và cũng có hai ứng viên như trên, theo bạn thì thầy nên tuyển ông A hay ông B? À, cho thầy biết đi ạ. Năng lực hai ông là hoàn toàn như nhau. Ok ok, thầy đã thấy rồi ạ, thầy đã thấy rồi. À, thầy đã thấy rồi. À, cho thầy hỏi nhân Nghĩa chứ đi ạ, Nghĩa ơi. Dạ thầy. Sao anh nghĩ là chọn ông B chứ không phải ông A? Thầy thì em nghĩ chức vụ trưởng phòng kinh doanh là một chức vụ cần phải có một người phải có trách nhiệm cao. Thì em nghĩ là nếu mà cần trách nhiệm thì người đàn ông có vợ có con rồi thì họ sẽ có trách nhiệm cao hơn. Thì em nghĩ vậy. Sao em nghĩ là ông có gia đình, ông có trách nhiệm cao hơn ông độc thân? Em cảm thấy như vậy. Ok ok, thầy nghĩ là em cảm thấy là cũng ok rồi ạ. Tuấn Đạt, Đạt ơi. Dạ thầy. Sao em lại chọn ông B? Dạ lâu thì nó lại đâu mà. Em đang đi ngoài đường hay sao vậy? Dạ không này, em chuyển sang điện thoại nên em phải tắt mic ở máy tính. Được rồi, thầy nghe rất là ồn, như là cái quạt hoặc là em đang đi ngoài đường, nghe không rõ. Thủy Tiên. Tiên ơi. Dạ em nghe thầy. Rồi em quyết định chọn ông B, có cái lý do gì thúc đẩy em chọn ông B không? Dạ tại vì anh A làm nhân viên rồi nên là cho anh B làm No, không phải. Lúc này thầy không có tuyển nhân viên nữa mà thầy tuyển trưởng phòng, và hai ông này là hai ông cũng vòng cuối phù hợp với vị trí trưởng phòng, chứ không phải là ông A là nhân viên cho ông B làm trưởng phòng nhá. Không phải. Trường hợp này là độc lập, tổ chức khác không tuyển nhân viên mà chỉ tuyển trưởng phòng thôi em ạ. Thì sao em nghĩ là ông B phù hợp vị trí trưởng phòng tiên? Dạ tại nãy em nghĩ như vậy á thầy. Nhưng mà phải có lý do gì để thúc đẩy cái ông B phù hợp chứ. Ý nghĩ của em nó được ủng hộ bởi những lý do như thế nào? Một là hay là Ngọc Giàu, Giàu ơi. Dạ thầy. Sao em nghĩ là ông B phù hợp em? Em nghĩ là bởi vì vị trí trưởng phòng thì còn có sự điềm đạm cũng như là có kinh nghiệm sống và hiểu được nhiều người hơn. Tuy là đều 30 tuổi nhưng mà một người đã kết hôn rồi thì họ sẽ có kinh nghiệm sống và cách nhìn người có sự khác biệt hơn. Dạ, hỏi sâu hơn chút xíu rồi. Sao em nghĩ là ông lấy vợ rồi ông ấy điềm đạm và có cách nhìn người sâu sắc hơn em? Em nghĩ khi mà họ đã chọn hôn nhân thì chắc là họ đã muốn đến sự ổn định. Mà đã là ổn định thì chắc là thì sẽ điềm đạm hơn ở một cái cạnh nào đó. Ừ, hay, thú vị. Cảm ơn em. Cảm ơn Ngọc Dầu rất nhiều. Em đã quyết định chọn B và em cho rằng chọn B vì lý do đối với một người trưởng phòng thì họ phải có một số đặc tính khác biệt với nhân viên. Anh trưởng phòng thì trẻ cũng được nhưng anh phải là người điềm đạm. Anh trẻ tuổi thôi, anh phải người điềm đạm. Thứ hai nữa là trưởng phòng anh phải quyết những công việc có tầm quan trọng, cho nên anh phải là một người làm sao ạ? Đủ sự chín chắn, có những trải nghiệm nhất định. Rồi là anh có thể giải quyết được xung đột bởi vì anh là sếp mà. Anh đã làm việc trong một môi trường chịu áp lực cao. Nhân viên nhận tiền ít là chút xíu, nhưng ông sếp mà chia tiền cho nhân viên không có công bằng, bị cả phòng phản đối. Vậy ông ta phải là một người chịu áp lực rất tốt. Và trong bối cảnh nếu đã kết hôn rồi thì bạn thấy đó là một môi trường tuyệt vời cho chúng ta rèn luyện cái kỹ năng giải quyết xung đột, quản lý thời gian, chịu được áp lực cao. Đúng không Giàu? Dạ dạ đúng rồi thầy. Đấy là bối cảnh tuyệt vời ạ. Nhưng thầy thử phỏng vấn xem đấy nha. Điều đó có đúng không? Nhiều khi thấy nó đúng nhưng mà mình làm lại không giống đâu ạ. Alo Phát ơi. Dạ alo thầy.
Rồi, em nghĩ rằng em sẽ kết hôn ở tuổi bao nhiêu Phát? À, em còn trẻ lắm thầy, em còn muốn đi chơi. Thì em nghĩ khoảng nhiêu? À, dạ chắc qua tuổi 30 đó thầy. 30 ha? Rồi. À, Đức Minh. Dạ. Yeah. Nhiêu? Dạ, em cũng chưa nghĩ tới chuyện này. Có phải có mục em tiêu cũng còn nhỏ. Nhỏ là nhỏ thế nào? Sang tuổi 20 là luật pháp cho phép rồi mà. Nhưng mà em nghĩ là trên 30, dưới 30. Dạ, chắc trên 30. Cũng trên 30 luôn à? Dạ. Rồi, trên 30 thì trên 30. Xin hỏi mấy bạn gái đi ạ. Phương Thảo em nghĩ khoảng nhiêu Phương Thảo? Dạ, em cũng chưa nghĩ tới thầy, nhưng mà em nghĩ là chắc hai mấy gần 30 thầy. Em hy vọng mình có thể kết hôn trước 30. Trước 30 hả? Dạ. À, alo Huyền ơi. Dạ thầy. Em nghĩ khoảng nhiêu? Em nghĩ là 29-30 ạ. 29-30 à? Dạ. Tôi hỏi những cái chàng trai ạ. Chàng trai toàn bảo trên 30 hết. Anh Nhân ơi. Alo Nhân. Anh Nhân Nghĩa. Xin lỗi. Dạ dạ. Em nghĩ khoảng nhiêu tuổi? Em không biết thầy. Em nghĩ là chị nào gặp đúng người thì mình cưới rồi. Đúng người hả? À? Yeah. Không mục tiêu chỉ cần 20-21 mà đúng người là cưới luôn phải không em? Thì cũng phải ngoài trên 25. Trên 25 hả? Rồi ok. Rồi ok. Phù hợp không sao hết ạ. À, bây giờ quay trở lại Phát ạ. Alo Phát nghe được không Phát? Dạ nghe ạ. Theo em phụ nữ đẹp nhất là tuổi bao nhiêu? Em thì thích người trưởng thành nên là em nghĩ cỡ khoảng 27. 27. Dạ. À, Đức Minh. Dạ. Em nghĩ là chắc cỡ 25-26. 25-26 à? Dạ. Rồi Nhân Nghĩa nghĩ khoảng nhiêu Nghĩa? Dạ, em nghĩ là trên 25 nhưng mà mới gặp đúng người nữa. Hay là không thể hỏi cảm xúc của em thôi. Thế còn em thì tất nhiên phải đúng người, có người nào không đúng người cưới đâu em. Dạ. Tuấn Đạt có đây không em? Dạ có thầy. Em nghĩ là phụ nữ trong mắt em là khoảng nhiêu tuổi đẹp nhất? Dạ thầy là 18 ạ. 18 à? Tại sao không phải là 17? 17 đi tù thầy. Lại chưa đọc luật rồi, 17 không có đi tù nha. Rồi, ok. À, thứ nhất là thầy hỏi vậy để chứng tỏ rằng chúng ta có cái sự am hiểu về luật pháp. Chẳng hạn bạn Đạt thay vì 16 thì bạn trả lời 18 cho chắc ăn. À, hiểu về luật pháp. Rồi, trên 18 là rất an toàn, thuận tình của cả hai bên, phải không? À, nhưng mà các bạn nam thì chúng ta thấy là các bạn ấy cho rằng phụ nữ đẹp ở cái tuổi cũng khá là chín chắn, nhưng mà chỉ 25-27 thôi à. Nhưng mà phụ nữ thì lại mong muốn rằng mình sẽ kết hôn ở tuổi khoảng ngoài 30 nhé. Đối với phụ nữ thì cái nhan sắc là cực kỳ quan trọng. Và thường chúng ta bảo là phái nữ là phái đẹp. Vậy thì nhan sắc đó là một tài sản là vô giá của phụ nữ. Và tài sản đó thì được ai đánh giá là chủ yếu? Được phái mạnh hay là nam giới đánh giá là chủ yếu? Và nam giới thì đánh giá là tuổi đẹp của chúng ta là 25, cỡ khoảng 25-27 thôi ạ. Vậy thì nếu mà chúng ta để kết hôn ngoài 30 thì thường có một cái vị trí xã hội nhất định, có tích lũy một số nhất định, nhưng mà nhan sắc là một hàm số ha. Nó sẽ là hàm tuyến tính hay là hàm phi tuyến nhỉ? Tuyến tính là gì? Đó là càng lớn tuổi thì nhan sắc càng mặn mà, càng đẹp. Còn hàng phi tuyến nghĩa là gì? Nó lên đến một giai đoạn nào đó thì nó sẽ đi xuống. Alo Phát ơi, em nghĩ là nhan sắc của phụ nữ là một hàm tuyến tính, càng lớn tuổi càng đẹp, hay nó là hàm phi tuyến vậy em?
Dạ em nghĩ là phi tuyến tính đó hả? Phi tuyến tính ạ? À? Có nghĩa là nó có một cái điểm nào đó là đẹp, sau đó thì nó cứ từ từ xuống phải không em? Nó cũng thẳng là xuống này mà nó giống như là nó chuyển sang một cái dạng đẹp khác đó thầy. Chỉ là ví dụ như 18 thì mình thấy là đẹp kiểu dễ thương trong sáng này nọ, nhưng mà nếu như mà lên tuổi trưởng thành thì nó lại đẹp một cái vẻ đẹp khác. Ngoài 30 nó vẻ đẹp gì em? Là kiểu của kiểu rất là chín chắn và có suy nghĩ á thầy. Ngoài 40 đẹp kiểu gì em? Ngoài 40 là kiểu sao ta? Ngoài 40 là cỡ kiểu ba mẹ em làm kiểu một cái người gia đình và biết chăm lo một thứ này. Rồi ngoài 50 thì sao? Dạ là bắt đầu mình cảm giác là đẹp lão rồi. À đẹp lão à? Dạ. Nếu bạn nào còn cảm thấy khó khăn về định nghĩa đẹp là gì, đẹp trong các giai đoạn gì đó, hãy đến với bạn Phát ạ. Bạn Phát có những khái niệm về nhan sắc rất là thú vị. Mỗi một tuổi bạn Phát đều có thể có những cái khái niệm về vẻ đẹp. À, đẹp dễ thương, đẹp ngây thơ. Đẹp ngoài 30 là đẹp chín chắn, ngoài 40 là đẹp chăm lo gia đình, ngoài 50 là bắt đầu đẹp lão, phải không ạ? Vậy thì tuổi nào là phù hợp, mỗi người của chúng ta đều có thể tự cho mình giai đoạn nào là phù hợp, 25, 27, 30. Nhưng mà nếu con đường người ta muốn lên sếp thì tất cả các bạn ở đây đều nói rằng tình trạng hôn nhân đã có gia đình là một cơ sở rất là tốt cho chúng ta trong con đường thăng tiến. Năng lực của hai người tương đồng nhau thì người đã kết hôn sẽ được đánh giá cao hơn nếu người ta cần bổ nhiệm vị trí quản lý, bởi vì môi trường hôn nhân nó sẽ tạo cho chúng ta một cơ hội để phát triển những kỹ năng cần thiết cho một nhà lãnh đạo, đó là chịu áp lực cao, đó là giải quyết xung đột, đó là quản lý thời gian. Nên là con đường đi lên sếp của chúng ta cần phải được hoạch định cách rõ ràng và những bối cảnh phù hợp, có thể đó chính là tình trạng hôn nhân. Thâm niên công tác. Thâm niên là gì? Thâm niên người ta muốn nói đến chúng ta thực hiện những công việc ở hiện tại. Nó có ảnh hưởng bởi những yếu tố trong quá khứ không? Thâm niên là một yếu tố có thể giải thích được các bạn. Bạn làm ở một công việc đã lâu rồi thì tình huống này bạn đã quen rồi, giải quyết tốt. Hoặc là hỏi một sinh viên đại học kinh tế đi ạ. Bạn thấy học kỳ 1 mà thi hết môn, lo lắng vô cùng. Giám thị chỉ cần nói là môn này không sử dụng tài liệu là từ đầu đến cuối. Chúng ta thấy không có một người nào nhúc nhích cả, làm rất là nghiêm túc. Nhưng bắt đầu đến năm 2, năm 3, thầy cô đã giải thích, đã viết lên bảng là môn này không sử dụng tài liệu. Nhưng mà giám thị cũng phải đi lên đi xuống nhắc nhở liên tục thường xuyên. Đó là em này nói chuyện với em kia phải không ạ? Không được trao đổi gì đã, sắp hết giờ. Bởi vì chúng ta là những sinh viên năm 2, năm 3 rồi. Chúng ta hiểu là thầy cô có quy định là không sử dụng tài liệu, không trao đổi. Nhưng nếu có chót trao đổi một hai lần gì đó, thầy cô chắc cũng không làm căng đâu. Vậy chúng ta có kinh nghiệm rồi, xử lý một vấn đề. Và chúng ta cũng không đủ cơ sở để nói rằng thâm niên thì nó sẽ có năng suất chắc chắn cao hơn. Nhưng mà chắc chắn có một mối quan hệ giữa sự vắng mặt với cái tốc độ thuyên truyền của những người thâm niên ngắn và thâm niên dài. Đó. Có sự tương quan nghịch biến giữa thâm niên và sự vắng mặt. Tức là người ta sẽ đi làm rất là đầy đủ, chăm chỉ. Người thâm niên cao thì người ta cũng gắn bó với tổ chức hơn. Đã làm 5 năm, đã làm 7 năm rồi mà bổ nhiệm làm sếp thì ưu tiên ông nào? Thì rõ ràng là cái ông đã gắn bó lâu rồi. Thì có ưu thế hơn. Bởi vì chúng ta đang giả định là năng lực của hai người là tương đồng nhau. Thế cái người đã gắn bó lâu rồi thì chúng ta thấy là sự vắng mặt hay sự thuyên chuyển gì đó, người này có thể là ít hơn người kia. Và cái biến nữa là số người nuôi dưỡng. Khủng hoảng Covid nó mang đến những cái thách thức cực kỳ lớn cho các doanh nghiệp. Mà một trong những khủng hoảng đó là phải cắt giảm tiền lương. Cắt giảm tiền lương. Vậy thì số người nuôi dưỡng này nó có thể là một hàm để chúng ta có thể dự báo được ai sẽ nhảy việc hay không. Tôi lấy ví dụ như này ạ. Quay trở lại với tình huống anh A và anh B. Anh A 30 tuổi, 30 tuổi, độc thân. Và anh thứ hai là anh B, 30 tuổi, một vợ và một con. Lương
bình thường của hai anh này đang là 15 triệu. À, COVID, lương giảm còn 10 triệu. Bạn hãy dự đoán giùm cho tôi là hai anh này, anh nào có khả năng sẽ nghỉ việc trước? Rồi, cảm ơn các bạn. 100% đến thời điểm này chúng ta khẳng định rằng anh A sẽ là người anh lên đường trước. Cho thầy hỏi nhé, anh A có phải là anh khó khăn hơn anh B bởi khủng hoảng Covid không? Anh Thư, em nghĩ rằng có phải là anh ba A, à, anh ấy có cuộc sống khó khăn hơn anh B không? Dạ không, mà tại vì anh A có một mình là thầy. Vậy thì anh ta không khó khăn hơn, anh ta lại có một mình, tiêu dùng cũng ít tiền hơn. Tại sao khi giảm lương anh ta lại nghỉ việc trước em? Dạ tại vì anh A có một mình, thì nếu mà anh A nghỉ việc, anh A tìm công việc khác thì sẽ dễ hơn là anh B, thì anh B có nhiều trách nhiệm quá cho nên không thể nào mà nghỉ được. Rồi, nhiều trách nhiệm, với cả anh cũng lo lắng rủi ro đúng không em? Đó dạ, là nghỉ đúng. Việc, nếu nghỉ việc mà tôi không tìm được việc thì anh A có thể nói rằng một ngày tôi chỉ cần một chai nước và ba ổ bánh mì là tôi qua ngày. Nhưng anh B thì con còn nhỏ, vợ cần tiền đi chợ phải không ạ? Và nếu như mà anh ta bị cắt nguồn thu nhập một tháng thôi là gia đình lao đao rồi. Anh A anh có thể làm gì? Anh A có thể nằm tại phòng nghỉ ngơi một tháng, gặm bánh mì và uống nước cũng được để tìm kiếm cơ hội. Nhưng anh B thì anh ấy nằm còn tốt hơn anh A, chỉ có điều là vợ con anh ta không nằm được. Anh A anh đâu có phải lo cho ai đâu. Vậy thì rất là cảm ơn anh Thư nhá. Em trả lời rất là hay ạ. À, số người nuôi dưỡng có thể là một yếu tố để làm gì? Để chúng ta có thể dự đoán nhá, dự đoán. Rồi, vậy thì nó có kết luận như thế này ạ. Quan hệ đồng biến giữa số người phải nuôi dưỡng với tỷ lệ vắng mặt và mức độ hài lòng trong công việc. À, đồng biến. À, chúng ta thấy là người lớn tuổi rất là hay ở chỗ là họ làm sao ạ? Họ có người phụ thuộc thì họ sẽ phải có trách nhiệm hơn trong cái công việc. Và khi mà tốc độ luân chuyển lao động nhanh thì những người có gia đình nhá các bạn, nếu mà xảy ra một cái khủng hoảng về tiền lương á, thì doanh nghiệp cứ yên tâm là những người đó có thể là những người rời bỏ sau cùng. Ví dụ như là họ khó kiếm việc này, thế thì ông A ông nghỉ, ông bảo là nằm nhà một vài tháng, nhưng ông B thì ông sẽ không thể nằm lại được, ông ấy phải là kiếm một việc khác, sau đó công việc này nghỉ thì ông ta phải có một chỗ thế rồi đấy, ông ta mới chuyển. À, vậy thì tình trạng hôn nhân, số người nuôi dưỡng có thể là một biến giải thích cho việc tôi sẽ chọn ông B khi tôi cần một người gắn bó lâu dài, cần một người làm vị trí quản lý. À, cho nên đã kết hôn rồi có một lợi thế rất là lớn đấy các bạn. Vậy thì chúng ta cũng không phải là quá lo lắng tại sao em lại kết hôn quá sớm, bởi vì điều đó là tốt mà. Con đường công danh của em có thuận lợi. Chúng ta không nên đặt ra cái mục tiêu là em phải 35 hay 40 tuổi có sự nghiệp gì đó thì em mới kết hôn nhá. Không cần về đó. À, giống như là quan điểm là thôi hợp thì cưới thôi, vậy luật pháp đã quy định ngoài 20 là đối với nam, trên 18 với nữ là được rồi mà nhá. Đây là những yếu tố thuộc đặc tính tiểu sử. À, thầy trò mình sẽ nghỉ giải lao, bây giờ là 8:53. À, chúng ta sẽ nghỉ giải lao, có một số bạn chưa kịp ăn sáng luôn. 8:54 rồi ạ, chúng ta sẽ nghỉ 25 phút, và 9:10 chúng ta quay lại nha các bạn. À xin lỗi, 9:20 chứ ạ nhá, chúng ta sẽ nghỉ đến 9:20 quay lại. Alo, được không các bạn? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao các bạn, 25 phút rồi. Được, ok. Cảm ơn các bạn.